Hello, welcome back to my chơi Scary Teacher. Ok, vào game rồi. Màn này hứa hẹn sẽ rất là vui. I'm going to dance my Miss T special. Ui, sao nhanh thế? Ok, chơi đi. Chưa kịp làm gì bà này bà đã đuổi rồi. Ta sẽ đi của chúng có hai cái lọ này. Cái lọ này lọ keo này. Xuống tầng hầm phát. Đây chúng ta sẽ nhặt lấy cái máy cưa. Sẽ có việc cho nó đây. Cái này để sạc pin cho nó này. Không biết mình còn thiếu bước nào không nhưng mà chắc là đủ rồi. Nhét cái keo này vào chắc là ok này. Ô được này. Bậc này không leo được luôn ấy. À đây đây, chúng ta sẽ dùng cái bậc nó treo ở đây để mà trèo lên cái nhà gỗ này. Không biết có được không đây. Chúng ta chui lên. Ui, chúng ta đã chui lên nhà gỗ rồi. Đây có một cái bụi cây này, không biết. Đứng đây và quan sát thôi. Được, được, được. Đây, đứng đây quan sát. Khá là ổn đấy. Ok. That's louder than usual. Đó, mình nấu trên đây mà chỗ này nó không hiện luôn. Chúng ta đi chơi Playtime. Ok, chúng ta đã xuất hiện trong game rồi. Ui dồi ôi, đây rất nhiều bà già luôn. Chúng ta sẽ đi săn những cái đứa trẻ định bỏ trốn. Trốn đâu rồi? Game này được update mấy phiên bản mới này rất là hay. Đứa nào vừa gõ khát anh nhỉ? Vừa bị choáng xong. Đây, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ô, thắng nhanh thế. Hồi chúng ta chơi Granny T.
thì chờ. Đấy. Chịu khó đi. Ok. Game này phải cho mình to lên. Ôi trời, sao nó nặng thế? Chìa khóa này. Chúng ta mới xem được bạn ạ. Ui, giống hệt luôn. Bà này giống cái teacher thật giống không? Nhìn cái mặt này hơi ngu đi mà. Ui giống quá. Đây là phiên bản mob mình thấy là giống nhất đấy. Ơ quên. Đây cơ mà. Vũ khí thì đây. Lên đồ. Giống thế. Chúng ta đang đợi chơi lại cái màn này. Không tìm gì được ở đây. Ô, lại bà ta kìa. À, giống thật này. À. Rồi. Lần này chúng ta phải tìm khẩu súng thôi. Làm khẩu súng bắn cho nó dốc. Dưới này dễ nhìn đấy. Chả có gì ở đây cả. Where are you? Cái mũ ta. Ui, trắng thế. Đây một có màu màu nữa của khẩu súng này. Vứt ở đây. Ngoài kia mà không có chìa khóa thì thường nó hay giấu ở đây đấy. Không có. Vào nhà tắm để xem nào. Ôi, chết rồi. Chúng ta chơi Brank thôi. Ok, cái đôi này đi xem phim nè. Chúng ta đi chiếu horror phim. Hay quá. Ok.
Chúng ta chọn lại. Wow. Thấy cả mắt rồi. Chọn lại cái cắt này đi. Cái dọc giấy này đi. To thế nhỉ? Chúng ta thì cho cái đinh vít vào đây. Hai ông bà này buồn cười lắm. Thành công. Ui sao cái mặt này nó trắng phau phau thế này. I wonder what that was. Chúng ta chọn lại đây. Nãy chọn ngang dọc này, về chọn cái keo này. La 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 la. Bánh sinh nhật sao? À, ông hàng xóm ông mang bánh sinh nhật sang thì mình cho quả pháo vào đây, nó gọi là chôn chứ. Bây giờ làm nào rồi? Vẫn thắng, vẫn qua được cái level, lại ra bãi biển rồi. What? So relaxed. Đang thua đấy nhỉ? Đổ xăng vào chắc là mình thua rồi. Chắc là lựa chọn sai rồi. Nó biết ngay mà. À, chúng ta sẽ lựa lại. Chúng ta đổ cái nước tăng lực vào đây. Làm xăng luôn. Bà sấp mặt rồi. Cho con cá vương. Cá mập này mới sợ gì. Vậy là next là mà mới. Oh no! Why is this cleaner so strong? Thành công không này? Let's make it all clean. Cái này lại phải chôn tiếp này, chúng ta chọc pin vào. Chết rồi, lửa nhầm rồi. Ồ thế mà thành công này. Hay quá nhỉ. Chúng ta sẽ chơi Scary Horror Teacher này. Wow, không biết phiên bản này thế nào đây. Cũng là một phiên bản Honey. Ủa sao cái game này lại chỗ này sáng trưng mà hôm nay tối thế này. Ui mà
chúng ta tiếp tục. Game này đồ hoạn hơi củi bắp. Tối qua mình chưa bao giờ gặp cái game nào mà nó tối như thế này. Ủa má ơi, nhanh thế. Chúng ta chơi Skate Lady. Ok. Chúng ta sẽ đi đến cái ngôi nhà của mình. Đây rồi, nhà đây rồi. Úi xôi, sao nhà kiểu gì thế này? Có một vụ thảm sát đây rồi. Cầm búa trên tay rồi. Bổ cái này không? Không bổ được. Đang ở đây thì chặt gỗ rồi. Ô, lạc đường. Sao có cái chó thế này? Ôi trời. Sao lại có cả chó cuốn thế này? Phiên bản này có cái gì đó nó lạ lắm. Vừa ấy rõ ràng mình cầm búa nhưng mà không có nút đánh. Phang vô mắt thì chết ngay cái con chó ấy. Chìa khóa này. Cầm cái chìa khóa nè. Tránh gặp lại cặp đôi vừa nãy. À, lại con chó kìa. Ôi chuồn thôi. Ô nó không nhìn thấy mình. Wow, giật cá mình ra, trời ơi. Chúng ta chơi God House. Ok. Kêu to thế. Đấy, xuống rồi. Có cái gì đấy nhỉ? Ôi ôi. Quái, tại sao tự nhiên cứ đi gặp gà gặp gành quá sao bị một cái con này nó cắn. Xem còn con nào nữa không. Ui, hết rồi đấy. Solo với cái con còn lại đi. Quánh cho nó chết. Ô nhau. Cái gì đấy. Thua rồi. Chúng ta đến với cái game Chat with Scary. Cái con Maxinger với nhau này. Ui. Chat thật nè. Chat như đúng rồi luôn. Nó hỏi ở đâu luôn. Trời ơi. Vậy coi ta. Rồi. Tiếp tục hỏi đi.
Thế là xong rồi đâu. Mình sẽ gọi cho cái bà này. Đây, 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 đây. Mặt bà ấy đây. Ok. Goodbye.